Sáng 15 tháng 2, tức mùng 4 Tết, Sở Y tế Hà Nội xác nhận ghi nhận thêm một ca bệnh COVID-19 mới, là ca bệnh thứ 34 ở Hà Nội, tính từ 27 tháng 1. Bệnh nhân là nữ F1 của bệnh nhân người Nhật mới tử vong. Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân H, 24 tuổi, nữ, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội, làm việc tại công ty Mitsu Việt Nam, tầng 9 tòa nhà Reson Driver số 23 Phan Chu Trinh, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Chị H được xác định là có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2229 là nam, quốc tịch Nhật Bản, đã tử vong ngày 13 tháng 2 đã tham gia họp cùng phòng với bệnh nhân vào ngày 2 tháng 2, tức chỉ một ngày sau khi bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội. Cuộc họp còn có hai người Nhật Bản, hai người này hiện đã về Nhật. Ngày 14 tháng 2, ngay sau khi bệnh nhân 2229 được xác định dương tính, những người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, chị Hắc cách ly tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm sáng nay, 15 tháng 2, là dương tính với Covid-19. Đây là ca bệnh Covid-19 thứ 34 ở Hà Nội, tính từ 27 tháng 1 bệnh nhân 2229 là nam, người Nhật Bản, được phát hiện tử vong tại khách sạn Somerset Westport ở quận Tây Hồ, Hà Nội hôm 13 tháng 2. Kết quả xét nghiệm ngày 14 tháng 2 cho thấy ông dương tính với COVID-19.